Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sống Khỏe với chủ đề bảo vệ da bằng dịch bông cải xanh. Quý vị thân mến, mùa hè trời nóng mà còn nắng nữa. Khi đi ra đường thì đương nhiên là phải bảo vệ da, đặc biệt là phụ nữ. Mỗi lần đi tắm biển hoặc thậm chí là hàng ngày khi ra đường đều phải sử dụng kem chống nắng hết. Nhưng mà nếu như sử dụng kem chống nắng thì cũng có những người sẽ bị dị ứng với những cái hóa chất ở trong kem chống nắng. Và khi sử dụng kem chống nắng liên tục cũng làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D của da. Các nghiên cứu cho thấy rằng là dịch ép từ bông cải xanh, broccoli, có tác dụng là bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Do trong cái dịch ép bông cải xanh thì có chứa hợp chất là sulforaphane. Chất này ngăn ngừa không cho tia cực tím xâm nhập vào da. Ngoài ra thì dịch ép từ bông cải xanh cũng có thể hấp thụ trực tiếp vào tế bào da. Nhờ đó mà tế bào da cũng có được cái khả năng chống lại tác hại của tia cực tím. Trước khi đi tắm biển 3 ngày, chúng ta nên thoa dịch ép bông cải xanh lên những vùng da mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày thoa 2 lần. Và khi đi đến hồ bơi, đến biển, chúng ta cũng nên đem theo cái dịch bông cải xanh này để thoa mỗi khi chúng ta lên bờ. Và còn có một cách nữa, đó là làm lạnh thì chúng ta có thể uống rất là ngon. Như vậy là ngày hôm nay thì khán giả cũng đã biết thêm một cách để mà có thể bảo vệ da của mình trong những ngày hè nắng gay gắt như thế này.